ai cũng quan tâm đến các bài tập của vận động viên thế giới, nhưng ít ai biết được để trở thành vận động viên thế giới thì họ phải có quy trình phục hồi. Phục hồi là phần không thể thiếu của các vận động viên thế giới. Khi tập xong, các bạn phải biết phục hồi cho cơ thể. Các thao tác phục hồi phổ biến nhất hiện nay là ngâm đá, xông hơi, massage, và quan trọng nhất là giấc ngủ. Khabib cũng nói về điều này. For me, recovery is between 20, like at least 2-3 hours. All my life, I was like daytime, I was sleeping. Like from maybe 11 to 1, maybe 12 to 2, maybe 2 to 4, you know. Between trainings, you have to sleep. Because you train so hard morning, 2 hours, and night, you have to train 2.5. You need rest, you have to rest. Phục hồi nhanh thì các bạn sẽ tập được nhiều hơn, nên thể lực của các vận động viên thế giới được rèn luyện từ phục hồi. Khi dính chấn thương, các bạn cũng phải tập phục hồi. Trước trận đấu tranh đai UFC với Charles Mendes, Conor bị chấn thương dây chằng gối. Conor phục hồi bằng cách xây dựng cơ xung quanh của gối để hỗ trợ cho gối. Như một phép màu, Conor bình phục và chiến thắng KO Charles Mendes. Anderson Silva bị dính chấn thương gãy chân và quay lại sàn đấu UFC sau 13 tháng. Thảo thì bị gãy chân, 9 tháng sau quay lại sàn đấu boxing chuyên nghiệp, thi đấu mạnh mẽ, knockdown đối thủ và giành chiến thắng trước võ sĩ người Philippines. Chính sư phụ cũng vậy, cũng bị gãy tay, gãy chân, nhưng phục hồi 100% do các bài tập phục hồi. Chấn thương không phải là không nên tập, chấn thương là các bạn nên tập phục hồi chấn thương. Trigger House là nơi phục hồi chấn thương cho tất cả, all day, every day.